Bây giờ mới là lúc dành một tràng pháo tay thật lớn cho hai võ sĩ của chúng ta, Ghi-lê và Thùy Dung. Đẹp quá. Đẹp thiệt. Em như là nhìn còn mê nữa mà. Bây giờ nói từ võ sĩ vẫn là chưa quen luôn, Vivi Trần. Đối với anh em mình, họ là những người dẫn chương trình đầu tiên tham gia vào The Champion, nhà vô địch. Bởi vì chúng ta đã có diễn viên, có ca sĩ, có vận động viên thể thao rồi. Thực ra cả hai đã trải qua rất nhiều, nhưng ít nhất là cả hai đã là dẫn chương trình rất nhiều và thậm chí là đồng nghiệp cùng đơn vị với cả tôi. Đó là Thùy Dung. Nhưng ngày hôm nay trên sân khấu này, mic là của một mình anh, còn các em là boxer. Chấp nhận thử thách này nó có giống như là mọi thử thách mà các em đã trải qua trong đời không? Ghi lên. Với vai trò lần này thực sự rất khác, bởi vì đây không phải là những môn thể thao như bình thường để mà mình tập luyện tăng thể lực nữa, mà lần này là sẽ có một cái trận thi đấu chờ mình ở phía trước. Và quan trọng hơn hết là em không ngờ em gặp lại người bạn sau 10 năm thì gặp trên sàn đấu này. Trước đây em đã từng tập một môn võ nào đó rồi, nhưng mà hình như quyền Anh nó nặng nề hơn và nó căng thẳng hơn rất nhiều đúng không? Thực ra môn nào cũng đòi hỏi sự kỹ thuật, tập trung và thể lực. Nhưng mà ở boxing còn đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là nhiều. Bởi vì bộ môn này nhìn chung chỉ có 6 đòn, nhưng mà chúng ta phải tập trung hết sức mình để thể hiện 6 đòn đó thật là kỹ thuật và thật là chính xác. Để anh hỏi ôn bài đối thủ xem em nhớ 6 đòn chưa, Thùy Dung? Thật ra trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay em chỉ học đúng 2 đòn 1-2 thôi. Bởi vì em biết là nếu như mà em học quá nhiều ấy, có lẽ là chưa chắc trên võ đài này em có thể thực hiện được hết. Cho nên là em cứ tập 2 đòn ruột của mình thôi. Em đang nghi ngờ Dung đang dùng 2 đòn, đó là đòn gió và đòn đánh lừa đối thủ. Đó, tại vì hồi nãy khi mà gặp Dung á, em mới hỏi là Dung ơi, sau cái thời gian mà em ngừng quần vợt như vậy, em có chơi cái gì mà nó duy trì thể lực không? Thì Dung nói dạ không, em hoàn toàn không chơi gì luôn. Và anh biết Dung rất nhiều, từ ngày đầu anh làm thể thao anh đã biết Dung là một tay vợt như thế nào, thành tích của em ra sao rồi, cực kỳ ấn tượng luôn. Mà anh không nghĩ rằng em sẽ buông bỏ hết tất cả những cái gì liên quan đến duy trì thể lực của em. Nếu em nói về boxing mà em học 2 đòn thôi thì đấy chỉ là đòn đánh lừa đối thủ thôi em ạ. Mọi người ở đây đều nói là bắt đầu với boxing thì kể cả là có một tháng như là Ginle thì cũng cảm thấy độ vất vả của nó rồi. Nhưng em tập chuyên nghiệp qua rồi, em có thể nói gì với những người có lẽ là bây giờ theo dõi chương trình này và nghĩ tới việc tập boxing thì sao? Mỗi một môn thi đấu thì nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Khi mà em chơi quần vợt thì đó là môn thể thao đối kháng, nhưng mà hai người thì đứng ở hai bên sân, không liên quan gì đến nhau cả. Khi mà tham gia boxing, nó lại là một cái môn thể thao đối kháng trực tiếp. Có thể là sẽ có nhiều người cảm thấy là sợ khi mà tham gia môn boxing này, nhưng mà em nghĩ là trong một quá trình tập luyện thì em thấy là nó cũng không đáng sợ như những gì mà chúng ta nhìn thấy từ bên ngoài. Và cũng chưa bao giờ em ăn đòn nhiều như là từ lúc em tham gia boxing cả. Huấn luyện viên của em còn nói là em hiền quá. Không biết là em lên trên sàn đấu thì liệu em có đấm được người ta hay không, bởi vì vẫn hơi sợ đối thủ của mình bị đau ấy. Nhưng mà em nghĩ là trong ngày hôm nay, ở một cái trận đấu rất là đặc biệt với cả Ghi-lê như thế này, thì có lẽ là em sẽ phải cố gắng hết sức. Xin lỗi Ghi-lê trước một chút nha, nếu như mà Ghi-lê có đau ngày hôm nay. Đòn đầu tiên đấy, Chí Viễn, đòn gió. Em có thấy tự tin hơn chút nào không khi đối thủ nói rằng rất là sợ chịu đòn và cũng ngại ra đòn nữa? Em nghĩ đó là cảm giác chung của tất cả mọi người khi mà các anh chị em nghệ sĩ mới lần đầu tập, là khi mình đấm mình cứ bị nhát tay bởi vì mình sợ tổn thương người khác. Nhưng mà sau một quá trình luyện tập và được động viên bởi các cô thầy huấn luyện viên trong đội á, thì mình hiểu được rằng khi mà mình đã đeo găng tay các thứ rồi, bảo hộ rồi, thì nó sẽ không có quá nhiều. Mà quan trọng hơn hết là cái sự tập trung, bình tĩnh và chiến thắng cái bản thân của mình, mà mình nỗ lực hết trong từng đòn. Lúc đầu mà biết là đấu với Dung em cũng khá là lo. Em sợ em giống như một trái banh tennis bay trên sàn đấu. Nhưng mà thật ra thì mình cũng phải bình tĩnh, tập trung và tự tin vào chính bản thân mình. Và em hy vọng là trận đấu này em và Dung sẽ cống hiến hết sức mình để đánh tan đi tất cả những cái điều tiêu cực của năm cũ, để chúng ta cùng sẵn sàng đón năm mới ạ. Lại một thông điệp nữa rất là hay trong chương trình Nhà Vô Địch. Boxing là để đánh tan đi mọi điều ưu phiền và xấu của năm cũ để chào đón một năm mới. Xin cảm ơn Ghi-lê. Và bây giờ xin mời lên sân khấu huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất và huấn luyện viên Thu Nhi. Thu Nhi, bây giờ có thể nói gì về cô học trò này đầy cá tính?
Thì Dung là một người có cái thể lực tích lũy trước rồi. Sau một thời gian ngắn mà em với lại Dung tập luyện á, thì cũng nâng cao được một chút. Nhưng mà chỉ có điểm yếu là không dám đánh người ta. Lên đài là chỉ có đấm hoặc bị đấm thôi. Tại vì mình không đấm người ta chưa chắc người ta không đấm mình. Cháy thôi Dung. Và anh hy vọng rằng ngày hôm nay ít nhất là cô học trò của em sẽ vượt qua điều đó. Ít nhất là em phải thi đấu bởi vì đây là thể thao trước đã, em biết mà. Còn Nguyễn Trần Duy Nhất thì sao? Có thể nói gì về Ghiên Lê? Đối với Ghiêu á, một cái người có cá tính và cái sự tập trung và tập luyện của Ghiêu rất là tốt đó. Khi mà Ghiêu đã quyết định tập luyện để mình có thể tham gia được một trận đấu thì Ghiêu đặt một cái quyết tâm rất là cao. Nhưng mà đã có một cái giai đoạn là Ghiêu đã bị chấn thương ở cái phần lưng của mình. Vì vậy là trong cái quá trình tập luyện cùng với team của Duy Nhất thì Ghiêu phải nghỉ để điều trị cái chấn thương đó. Và khi mà Ghiêu quay trở lại á, cái sự quyết tâm của Ghiêu rất là cao và Ghiêu đã cố gắng hết sức mình. Và ngày hôm nay khi mà Ghiêu đứng trên cái sàn đài The Champion, đó là một cái sự cố gắng và nỗ lực. Và ở trong trận đấu này thì đối với bản thân của Nhất là muốn Ghiêu sẽ thể hiện được hết cái khả năng của mình. Cho dù thắng hay thua, lúc này nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là mình sẽ vượt qua cái trận đấu này và mình sẽ chiến thắng bản thân mình. Đó là câu chuyện Ghiêu Lê, hôm nay em ổn rồi chứ đúng không? Dạ ổn ạ, em đang có một tinh thần rất tốt ạ. Bây giờ là lúc để lựa chọn đây, Baby Trần. Em đã ngây ngất trước vẻ đẹp khi xuất hiện trên sân khấu của Thùy Dung và Ghiêu Lê. Bây giờ cả hai sẽ chọn lựa như thế nào đây? Em thì em lo cho Dung, tại vì em biết Ghiêu là một người rất là khỏe và Ghiêu là cao thủ trong võ thuật đó mọi người. Ghiêu là cao thủ trong võ thuật đó mọi người. Ghiêu là đánh cũng dữ dội lắm á, đúng không em? Thật ra đối với Chu đó nha, thì ban đầu tới đây á, là anh nghĩ là chắc là Ghiêu thắng nè. Cũng biết là Ghiêu cũng học võ, nhưng mà giờ mới phát hiện là đối thủ của em là Thùy Dung, cũng là cao thủ, tại vì cũng là vận động viên quần vợt, cái lực tay chắc mạnh lắm. Dung ơi, tớ tới mình nhẹ tay với em đó nha Dung nha. Dĩ nhiên là mình thương đứa em của mình, tại vì cũng là anh em trong nhà, chẳng lẽ nói em thua thì kỳ. Nhưng mà mình chọn Thùy Dung à. Đó mà, ngày hôm nay đã một lần nữa phải nói rằng là khi mà biết nhau rất là rõ rồi thì biết là em mình chắc không qua được đối thủ. Nhưng mà em thì em đặt niềm tin ở Ghiêu hơn và em mong là Ghiêu em ơi, hôm nay em tới đây với một cái tinh thần thể thao đúng không? Năm nay kinh tế anh thế nào? Bao nhiêu đồng ra đồng vào rồi? Cũng hơi khó khăn đây em ạ. Anh phải qua bán bánh là em hiểu rồi. Cho nên là bây giờ cái số tiền thưởng nên nhường lại cho những người cần nó. Anh cũng nhắc Ghiêu Lê một chút xíu là em đừng có nghe những cái lời gì đó mà ban đầu đối thủ nói nhưng mà nhẹ nhàng quá đúng không? Tại vì anh thật sự anh rất bất ngờ khi mà em tham gia chương trình này. Và một cái ngày như thế này thì anh thấy nó quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Với cái thể lực của một vận động viên từng chơi quần vợt, cho dù có bỏ qua có quên gì đi nữa, nhưng mà forehand với gần 200 km/h đó thì em biết là nó mạnh như thế nào đúng không? Và khi mà forehand mà right hand thì nó là một cái sự gì đó cực kỳ khủng khiếp luôn á Ghiêu Lê à. Nên anh nghĩ rằng cho dù có nói gì đi nữa thì cũng phải có những cái sự cẩn trọng nhất định. Nhưng mà em thì trong cái nền tảng của em có gốc của võ thuật rồi, thì anh vẫn tin là em sẽ có những cái bước vững chãi để chuẩn bị đối đầu với một vận động viên. Nên anh hy vọng là hai người sẽ có một trận đấu cống hiến về mặt kỹ thuật và chiến thuật thật đẹp thôi. Còn để chọn ai thì cả hai anh đều không muốn nói vào lúc này. Em rất là rõ Ghiêu Lê. Mấy anh em cũng chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi. Mà em không hiểu sao là lúc mà em ngồi vô cái chương trình này á, thì thật sự là những cái người mà tham gia chương trình nó toàn là người quen của em không. Không biết sao quen cái gì mà rộng dữ vậy. Thật sự là em rất là lo lắng cho Thùy Dung hơn là lo lắng cho Ghiêu Lê. Tại vì là em cũng có tập với Ghiêu Lê mấy buổi. Lại tập với cả Ghiêu Lê dạ, mấy buổi rồi, nữa. Tại vì em cũng có tham gia để em coi thử coi là các bạn tập luyện như thế nào để mà mình dễ bình luận. Nhưng mà thật sự là em thấy là Ghiêu Lê rất là khỏe và cái tinh thần thượng võ của Ghiêu Lê rất là cao. Và lúc mà tập luyện á, thì thật sự là Ghiêu Lê rất là tập trung. Cho nên là em vẫn ủng hộ người bạn của mình, Ghiêu Lê. Và vẫn ủng hộ Thùy Dung. Cuối cùng là chọn phương án nào? Em hay quá Hà Hiền. Là em cũng cả hai luôn đúng không? Tại vì cái trận đấu nó chưa bắt đầu, cho nên là chắc có lẽ là em sẽ nhường cái chuyện đó vào hết hiệp 1. Giờ thì anh biết tại sao em nhiều bạn bè rồi. Ai em ủng hộ thì là em phải nhiều bạn bè rồi. Bây giờ anh ba đi, anh ba nhìn nhận một cách bình thường nhất đi. Theo mình nghĩ thì các bạn đã đến cuộc thi The Champion này thì các bạn muốn thể hiện những cái gì mình đã tập luyện được.
và sẽ thi đấu cống hiến. Chứ còn như lúc nãy các bạn nói là sợ đấm vào người mà chưa quen ấy, thực ra như lúc anh Chí Viện cũng nói là tất cả đều là đòn gió cả. Theo mình nghĩ thì trận đấu này hai bạn sẽ thi đấu cống hiến một trận đấu thật mạnh mẽ, máu lửa. Anh Khánh ơi, thì thường thường cái tâm lý mình bình thường á nha, mình thấy ai mà nhan sắc mà đẹp quá mình không có nở ra tay. Hai bạn đều xinh đẹp thì không biết là có dám không, có nở ra tay không? Khi mà đấm á, mình ít khi nào nhìn nhan sắc đối thủ lắm à. Mình phải nhìn vào tay chân đối thủ lỡ chứ mình cứ lo ngắm nhan sắc cái là mình bị đấm là mình mất nhan sắc cái đó là vậy. Hợp lý, hợp lý. Không cần phải chờ đợi lâu thêm nữa, xin mời trọng tài chính Trần Quang Hải sẽ bước lên sân khấu. Các huấn luyện viên sẽ làm phần thủ tục cuối cùng nhắc nhở cho vận động viên của mình. Hiệp đấu đầu tiên của chúng tôi chuẩn bị bắt đầu.